Anna Mandara Cam Ranh, nàng thơ xinh đẹp của vịnh Cam Ranh. Cam Ranh có lẽ từ lâu đã trở thành điểm nghỉ dưỡng quen thuộc khó quên với du khách rồi đúng không nào? Hơn nữa, Cam Ranh cũng là nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp. Đến đây, bạn đừng bỏ qua Anna Mandara Cam Ranh nhé! Hãy cùng Tico Travel khám phá xem khu nghỉ dưỡng này có gì độc đáo nha! Khu nghỉ dưỡng Anna Mandara Cam Ranh nằm tại vùng đất xinh đẹp, được bao quanh bởi thiên nhiên cây cối xanh tốt, tạo nên một không gian thoáng mát và trong lành cho du khách khi đến nghỉ dưỡng tại đây. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng này không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào và náo nhiệt ở bên ngoài, đem lại cho du khách một chốn nghỉ dưỡng thư thái. Hơn hết, với tiện nghi hiện đại sẽ làm cho kỳ nghỉ của khách hàng đáng nhớ hơn bao giờ hết. Khi đến với Anna Mandara Cam Ranh, bạn sẽ được hòa mình vào những nét đẹp hay hoa, hấp dẫn mà vô cùng tinh tế trong kiến trúc tại đây. Những bãi cát trắng kéo dài vô tận, bãi biển xanh ngắt sẽ khiến bạn cảm thấy như đang ở trong thiên đường. Phong cách phục vụ của khu nghỉ dưỡng này cũng thật ấn tượng, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp khiến khách hàng rất hài lòng. Với lối thiết kế hiện đại, khu nghỉ dưỡng Anna Mandara Cam Ranh phù hợp với tất cả các du khách. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng này có màu chủ đạo là trắng xám, khiến cho nó trở nên nền nã và hoa lệ hơn. Các phòng đều có view hướng ra vườn hoặc biển xinh đẹp, thơ mộng, đảm bảo sẽ mang đến cho du khách những phút giây nghỉ dưỡng đáng nhớ. Hệ thống lưu trú tại đây gồm 176 biệt thự, phòng nghỉ và phòng suite cao cấp, được thiết kế tinh xảo, tạo nên góc phong cảnh đẹp như tranh vẽ, sự riêng tư vượt trội giữa khung cảnh thiên nhiên đầy cảm hứng. Hạng Deluxe tại Anna Mandara Cam Ranh là hạng phòng phổ thông với sức chứa 2 khách trên một phòng. Tùy vào nhu cầu và sở thích, bạn có thể lựa chọn hướng vườn hoặc hướng biển. Nội thất được thiết kế tương tự nhau với tông nâu gỗ ấm áp. Hệ thống cửa chợt suốt từ trần đến sàn giúp mở rộng góc nhìn từ phòng tắm thiết kế theo không gian mở. Hạng phòng suite của Anna Mandara Cam Ranh có diện tích lên đến 74m² với hạng 1 phòng ngủ và 145m² với hạng 2 phòng ngủ. Bạn có thể lựa chọn view hướng vườn hoặc view hướng biển, tùy sở thích. Các hạng phòng đều có ban công riêng, nội thất tiện nghi và hiện đại. Cuối cùng là hạng biệt thự tại Anna Mandara Cam Ranh, dành cho những du khách muốn trải nghiệm một không gian nghỉ dưỡng riêng tư và biệt lập. Biệt thự tại resort có sự hạng 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, tùy theo số lượng người trong đoàn để bạn lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn biệt thự trên cao hoặc biệt thự hướng vườn, hướng biển. Các hạng phòng ngủ đều được thiết kế hồ bơi riêng, thiết kế mở. Nội thất tôn gỗ ấm áp mang lại cho bạn cảm giác nghỉ dưỡng yên bình và thoải mái. Tiếp theo, hãy cùng tham khảo những dịch vụ đi kèm vô cùng hấp dẫn tại Anna Mandara Cam Ranh nhé! Dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng này được nhiều du khách yêu thích chính là hồ bơi vô cực. Bể bơi có view hướng biển đầy thơ mộng, giúp cho khách hàng vừa ngâm mình thư giãn, vừa có thể ngắm cảnh tuyệt đẹp. Hệ thống nhà hàng ẩm thực hấp dẫn, mang nét đẹp đậm chất văn hóa Việt, các món ăn được chế biến vô cùng đa dạng, giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, chứa đựng đặc sản của cả ba miền. Chính vì thế, nhà hàng này được nhiều sự yêu thích của du khách trong và ngoài nước, không gian thoáng rộng, view nhìn thẳng ra biển tuyệt đẹp. Ngoài nhà hàng chuyên đồ Việt, Anna Mandara Cam Ranh còn có khu nhà hàng Âu sang trọng, mang đậm hương vị đặc trưng, quyến rũ. Đầu bếp ở đây đều là những người giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, đem đến cho du khách những món ăn vô cùng ấn tượng. Avasion Anna Mandara Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng cao cấp có khu vực spa cực chill, giúp khách hàng được thư giãn, loại bỏ những mệt mỏi. Không gian thư thái cùng mùi tinh dầu thơm dịu tạo nên ấn tượng ban đầu cực tốt cho du khách trong quá trình spa. Giá phòng tại Anna Mandara Cam Ranh khoảng từ 2.500.000 tùy từng thời kỳ. Hơn hết, để đặt phòng nhanh chóng và nhận được nhiều mức giá ưu đại nhất, du khách nên gọi điện qua số 0943 333 333 để được tư vấn nhanh chóng và kịp thời. Video trên là giới thiệu về Anna Mandara Cam Ranh Resort mà du khách không nên bỏ lỡ khi nghỉ dưỡng tại mảnh đất xinh đẹp và bình yên như Cam Ranh nhé. Tico Travel tin, đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi thú vị của mình.